Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 6. Như vậy thì thầy đã hoàn thành cho em ở cái bài 17 tiết 3, 18 tiết 3 rồi đúng không nào? Trong clip hôm nay thì thầy sẽ quay cho em ở cái bài ôn tập chương 1 tiết 3 ha. Ok, thầy sẽ quay cho em ở cái bài đầu tiên, đó chính là bài 159. Cái bài này trong cái đề thi người ta rất là hay ra các em nhé, người ta hết sức lưu ý. Cái bài này thầy thấy là trong một số đề thi học kỳ cũng như là học sinh giỏi cấp huyện người ta rất là hay ra, nên là người ta rất hết sức lưu ý ở bài này, được chưa? Đề bài như sau em. Số học sinh của một trường là một số có 3 chữ số nha. Số có 3 chữ số này, đồng thời nó lớn hơn là 900. Mỗi lần xếp hàng 3, 4, 5 đều vừa đủ, không thừa một học sinh nào. Vừa đủ, nó không thừa học sinh nào hết các em. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh. Cái dạng này người ta rất là hay cho, nên là người ta hết sức lưu ý. Như vậy nếu chúng ta gọi cái số học sinh của cái trường đó, đó chính là X hay A gì đó ha? Thì ví dụ như là A đi, thì A này nó sẽ thuộc bội chung của gì? Của 3, 4 và 5. Và đồng thời A này, tại vì cái số học sinh của trường này là số có 3 chữ số mà nó lớn hơn 900, thì chắc chắn nó phải nhỏ hơn bao nhiêu em? Nó phải nhỏ hơn 1.000. Tại vì nó là số có 3 chữ số mà, thì nó không thể nào lớn hơn 1.000 được, mà đồng thời nó phải lớn hơn 900. Đó chính là cái điều kiện của bài toán này. Đó chính là cái điều kiện của số học sinh của trường này chúng ta cần phải tìm. Như vậy thì ở đây chúng ta giải này, bài 159 em nhé. Cái đề bài rất rõ ràng và đúng nè. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ gọi số học sinh. Đối với cái dạng này á, đặc biệt là có giới hạn và này nọ, thì chúng ta phải nhớ tới là bội. Em hiểu nè. Như vậy thì ở đây người ta hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh, thì chúng ta gọi số học sinh, số học sinh của trường đó là A. Cái đường nè đó, thì sao nghe, thì A này nó sẽ thuộc bội chung của 3, 4, 5, có đúng nào? Và đồng thời A này phải như thế nào các em? Nó phải nhỏ hơn 1.000, tại vì nó là số có 3 chữ số, và đồng thời nó phải lớn hơn 900. Đó, chúng ta dựa vào cái điều kiện này thì chúng ta sẽ tìm ra được được A. Các em hiểu nào? Đấy. Như vậy thì ở đây chúng ta để mà đi tìm bội chung, thông qua bội chung nhỏ nhất, thì chúng ta sẽ đi tìm bội chung nhỏ nhất của 3 này. Sau đó các em đi tìm bội thì sẽ ra được bội chung, và khi đó chúng ta sẽ tìm và nó nằm, chúng ta lấy số nào nằm ở trong cái khoảng này là được. Các em hiểu nè. Đó. Như vậy thì từ đây chúng ta có nè. Dạ. Ta có nè. Như vậy thì bội chung nhỏ nhất của 3, 4, 5 thì chắc chắn nó sẽ bằng tích của 3 nhân 4 nhân 5. Có đúng nào? 3 nhân 4 bằng 12, 12 nhân với 5 thì ở đây sẽ bằng 60. Có đúng nào? Đấy. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm bội của 60. Đúng không? Tại vì ở đây bội chung nhỏ nhất thông qua thầy nói cách tìm bội chung thông qua bội chung nhỏ nhất này, chúng ta đã hiểu rồi. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ suy ra A nó thuộc bội chung của 3, 4, 5, nghĩa là các em sẽ đi tìm bội của 60. Có đúng chưa nào? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ nhân ra và tìm. Như vậy thì đầu tiên là 0. Không. Rồi 60. Đúng không nào? Rồi tới 120. Như này thì lâu lắm nha. Vâng 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 đi. Không. Để thầy xem nào. Như vậy thì ở đây chúng ta xem này. Nhân 540 thôi. Như vậy thì chúng ta xem này. Nhân 9 mới có 540. Như vậy thì 60 nhân cho 10 15 thôi nè. 900. 900 mà ở đây người ta yêu cầu lớn hơn 900, chứng tỏ là 60 nhân cho 16. Này. Ở đây chúng ta tới là 900 này. 960 này. Lấy thêm số này. 1020. Vân vân ở đây nha. Như vậy thì ở đây chúng ta
A thuộc, và vì A nó nằm ở trong khoảng là 900 thì tới 1000, nên là chúng ta suy ra A này sẽ bằng là 960. Như vậy thì cái trường đó, cái số lượng học sinh ta là 960 học sinh. Không, ta có thể kết luận các em nha. Vậy số học sinh trường đó là 960 học sinh. Còn ở trong sách giáo khoa và sách bài tập thì thầy trình bày rất cụ thể và rõ ràng rồi, thì các em cứ vào đó các em xem một số bài tương tự, được chưa? Cái đề bài các em. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái bài 16 các em nha. Ta đi sang bài 16 luôn nha. À, 160 luôn nha. Rồi ta đi sang bài 160 các em. Xong tập chương 1 này thầy sẽ giải quyết cho các em một số bài ở trong chương 2 các em nha. Phần số nguyên rất quan trọng nha. Một cái vuông hình chữ nhật chiều dài. Đây, kỹ em hình chữ nhật lên đây. Chiều dài đây là 120m này. Chiều rộng đây là 48m. Người ta muốn trồng xung quanh vườn sao cho mỗi góc vườn có một vài cây. Ha, cho mỗi góc vườn ở này, bốn cái góc đó này, có một vài cây, và khoảng cách giữa hai cây liên tiếp là bằng nhau. Khoảng cách giữa hai cây liên tiếp là bằng nhau. Khoảng cách ví dụ như ở đây thầy thể hiện chấm chấm như này là để thể hiện một số cây, thì khoảng cách giữa hai cây liên tiếp ở đây là bằng nhau. Đoạn khoảng cách là đoạn này bằng đoạn này này. Các em hiểu nè. Tính khoảng cách lớn nhất giữa hai cây liên tiếp. Tính khoảng cách lớn nhất giữa hai cây liên tiếp này. Khoảng cách giữa hai cây liên tiếp. Khi đó tổng số cây trong trồng được là bao nhiêu? Thì bây giờ thầy giải quyết ở cái ý đầu tiên trước này. Tính khoảng cách lớn nhất nha. Thấy từ lớn nhất không? Thì đây chắc chắn là sử dụng là ước chung lớn nhất rồi nè. Giữa hai cây liên tiếp. Đó nè. Như vậy thì ở đây chúng ta gọi cái khoảng cách lớn nhất giữa hai cây liên tiếp là A mét đi. Thì A đây chính là ước chung lớn nhất của bao nhiêu? Của 120 và của 48. Có đúng nè. Như vậy thì ở đây chúng ta có này. Ta giải này. Chúng ta gọi A là cái khoảng cách lớn nhất đó nè, giữa hai cây liên tiếp không? Ok, ở đây đơn vị là mét em nhé. Thì A là ước chung lớn nhất của gì em? 120 với lại là 48. Như vậy thì bây giờ chúng ta cần phải tính giùm thầy ở chỗ đây. Như vậy A này nó sẽ bằng là ước chung lớn nhất của 120 với lại 48. Bây giờ chúng ta có thể làm ở ngoài nháp một xíu. Có được không nào? Thầy sẽ làm ở trong cái tờ giấy đây nha. 120 chia 2 60, chia 2 30, chia 2 15, chia 3 đây 5. Như vậy thì đây chia 5 được 1. Như vậy 120 chúng ta bằng 2 mũ 3. Đây là 2 mũ 3 nhân 3 nhân 5 đúng không? 48. 48 chia 2 thì bằng 24, chia 2 tiếp là bằng 12, chia 2 tiếp bằng 6, chia 2 tiếp bằng 3, chia 3 tiếp là ở đây. Như vậy đây sẽ là 2 mũ 4 nhân cho 3. À, như vậy thì để mà đi tìm ước chung lớn nhất thì các em sẽ lấy thừa số chung, đó chính là 2, 3, và lấy số mũ nhỏ nhất. Như vậy thì nó ra được ở đây là 2 mũ 3 nhân cho 3. Các em hiểu nè. Như vậy thì nó sẽ bằng ở đây là 2 mũ 3 nhân 3 thì bằng 8 nhân 3 thì bằng 20, 14. Cứ đường nè. Như vậy 24m này. Cái khoảng cách lớn nhất giữa hai cây á, là 24m. Khi đó người ta yêu cầu các em là tính cái gì em? Tính cái tổng số cây. Như vậy để tính tổng số cây á, thì các em sẽ lấy chu vi. Các em sẽ lấy cái chu vi của hình chữ nhật này ra. Nghĩa là các em tính chu vi hình chữ nhật này ra. Sau đó các em chia cho khoảng cách lớn nhất của hai cây. Mà chu vi hình chữ nhật là bằng gì? Chiều dài cộng chiều rộng nhân 2. Các em hiểu nè.
Đấy, chiều dài cộng chiều rộng nhân 2 và chia cho cái khoảng cách lớn nhất của chúng ta đây là 24. Như vậy thì ở đây chúng ta có này. Khi đó người ta yêu cầu em là khi đó tổng số cây trồng được là bao nhiêu. Như vậy thì khi đó là tổng số cây trồng được là, như vậy thì các em sẽ lấy cái chu vi của dư nhập, đó chính là các em sẽ lấy 120 cộng 48 nhân cho 2 và các em chia thành cái khoảng cách lớn nhất giữa hai cây là 24 thì sẽ ra. Các em hiểu không nào? Sau khi tính toán thì chúng ta sẽ tính được ở đây sẽ là bằng 14 cây. Như vậy tổng cái khu vườn mình chủ nhật mà nếu mà trồng theo khoảng cách là 24 m, cái khoảng cách giữa hai cây là 24 m, thì tổng cái khu vườn này chúng ta sẽ tính được là trồng được là 14 cây, được chưa? Với cái kích thước như thế. Ok. Đó. Rất là hay và rất là dễ hiểu đúng không nào? Tùy theo cái dạng toán, tùy theo dạng đề bài mà chúng ta có cái lập luận và có cách tính cho nó phù hợp các em nhé. Đấy, tùy theo yêu cầu của đề. Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc các em nhé. Trong cái clip tiếp theo là thầy sẽ quay sang ở cái chương 2 là số nguyên, chứ còn phần hình học là thầy đã quay đầy đủ cho các em ở cái chương 1 rồi các em nhé. Còn chương 2 gốc là nó thuộc về học kỳ 2. Ok, cảm ơn em nhé. Các em nhớ like, comment tích cực và đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông em nhé. Ok, cảm ơn em, bye bye nhé.